Bây giờ là 7:10 và hôm nay là ngày mùng 9/2. Chúng tôi là ekip vừa quay xong phần lớn video Smile Again. Thực ra là cũng rất sợ không biết có view hay không, không biết quay lại có ai xem hay không, nhưng mà khi sợ thì mình phải dũng cảm bước tới, nên là cứ ra thôi. Cố lên. Yes. Let's go. We can do it. Ai cũng có nỗi sợ của mình chắc chắn là như thế. Mình tin rằng tất cả mọi người trên đời này đều từng sợ. Có những người sợ vài giây, có những người sợ vài ngày, cũng có những người sợ cả một đời. Thì quan trọng là làm thế nào để ta có thể giải quyết, có thể đối mặt với nỗi sợ của mình. Bản thân mình là một YouTuber đã giải nghệ 5 năm. Và ở thời kỳ cũ ấy, thì mình có được hàng trăm nghìn người theo dõi cũng như là có hàng triệu lượt xem. Thì khi mà trong suốt 5 năm mình nghỉ không làm nữa, một ngày mình quyết định mình trở lại thì mình cảm thấy rất là sợ. Thực sự là không biết rằng là mình có phá vỡ những cái gì mà mình từng làm ra hay không. Đâu đó thì những cái chuyện đã từng làm được nó là ký ức đẹp với mọi người và với bản thân mình. Vậy nếu mà lần này mình quay trở lại mình làm không tốt thì như thế nào? Cái đoạn clip ngắn ở đầu rồi ấy, đấy là cái cảm xúc của mình ở cái thời điểm đó. Thế nhưng mà trong thời gian đi quay ấy, thì cái lúc mà mình vẫn đang khá sợ ấy, có một bạn trong ekip của mình có nói rằng là em mừng bởi vì anh đã nói ra được cái việc anh sợ, cũng như là anh có cái cảm xúc đấy nó là cái chuyện hết sức bình thường. Vậy nên là quan trọng tiếp theo đây thì anh sẽ làm như thế nào? Tại sao anh không thử làm một cái video nó về nỗi sợ xem sao? Mình thấy đó là một ý tưởng khá là hay. Nên là tối hôm đấy thì mình về nhà và mình đã viết cái nội dung cho cái video là vượt qua nỗi sợ như thế nào. Và sau khi viết xong ấy, thì mình cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Mà cái tạo ra nỗi sợ của bản thân và mình cũng quan sát những người xung quanh thường thấy. Cái nguyên nhân thứ nhất nó là liên quan đến cái việc mà trải nghiệm trong quá khứ. Trong quá khứ từng có những cái thất bại tương tự trong cuộc đời mình xảy ra. Nên vì thế nên là mình khi bước chân vào một cái việc mới hoặc việc đó mà nó khó khăn ấy, thì cái ký ức đó nó ùa về làm cho mình sẽ có cảm giác sợ hãi. Cái lý do thứ hai đó là bởi vì có những cái mà mình chưa hề biết, chưa từng đối mặt trong cuộc sống, mình hoang mang là không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào và làm thế nào để làm được. Với một thứ ta chưa biết ấy, thì rất dễ là lo lắng và sau đó thì chuyển sang sợ hãi. Và một cái nguyên nhân thứ ba đó là do cái tác động đến từ những người xung quanh về mặt gọi là lời khuyên hay là những cái cảm xúc của họ. Thì ta nghe những điều đấy thường ngày và ta không có sự khách quan lắng nghe những cái quan điểm đấy cũng như là phân tích nó, thì ta dần dần ta trở nên sợ. Tuy nhiên thì mình cũng muốn nói với mọi người những sự thật là: thứ nhất, trong quá khứ chúng ta từng thất bại, không có nghĩa là tương lai ta sẽ thất bại. Và thực tế là những doanh nhân mình từng đọc ấy, thì tất cả mọi người đều có những cái thất bại trong đời, thậm chí là thất bại rất lớn, nhưng mà sau đó thì họ có tìm được cách để giải quyết trong lần tiếp theo, để học được bài học từ thất bại cũ. Thứ hai đó là chuyện gì cũng có lần đầu của nó, về cơ bản như thế. Nên với một thứ mới bạn chưa từng biết ấy, thì chúc mừng bạn, đó là một tín hiệu rất tốt là bạn đang bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách mình ở những thứ mới mẻ hơn. Và cái việc thứ ba ấy, là những cái tác động hay những cảm xúc của những người xung quanh đưa đến với bạn ấy, thì kỳ thực là vì họ cũng có những trải nghiệm thất bại họ nhìn thấy hoặc là chính họ trải qua, cũng như là họ có sự lo lắng cho bạn, họ quan tâm bạn nên họ muốn nói những điều như thế. Thì ba cái nguyên nhân của nỗi sợ kia ấy, nó là những cái điều mà có thể chúng ta chưa hiểu được, nhưng mà mình vừa chia sẻ với bạn rằng nó là những lẽ rất là thường tình. Vậy nên là mình tái nhắc lại, đó là ai cũng có nỗi sợ, quan trọng là ta tìm ra cái giải pháp để giải quyết nỗi sợ đó. Và mình có niềm tin rằng khi ta chấp nhận sự thật nó đang diễn ra như nào, thì ta tự khắc lại có cái sự bình tâm và có cái sức mạnh để tìm cách giải quyết nó. Và nếu như bạn sẵn sàng chấp nhận rằng trong bạn đang có một nỗi sợ nào đó, thì màn hình sẽ chuyển sang màu đen. Mình chúc mừng bạn bởi vì bạn đã bước đầu đối mặt với nỗi sợ của mình. Ở những phần tiếp theo của video này thì mình sẽ nói về những cái phương pháp mình thường dùng để vượt qua nỗi sợ của bản thân mình. Nhưng mình cũng mong rằng nếu như các bạn thấy những điều đó là hợp lý thì sau đó hãy hành động, bởi vì chỉ có hành động mới tạo ra kết quả sẽ đổi. Còn nếu không thì mình nghĩ là có thể tắt video ngay bây giờ. Ok. Khi mà chuẩn bị quay lại YouTube ấy, thì mình khá là sợ là mình sẽ không có lượt xem, có thể là chỉ có 5-10 nghìn người xem thôi, và thậm chí là không ai cả, bởi vì chủ đề kinh doanh nó khô khan rồi, bởi vì thế A thế B thế C. Nhưng đồng thời mình cũng tưởng tượng ra cái cảm giác rất là vui, rất là phấn khích là nếu như mình được mang những kiến thức kinh doanh mà 12 năm qua mình có để chia sẻ với mọi người, những cách mình tạo động lực cho bản thân vượt qua những cái khó khăn và giúp được ích cho mọi người, nó rất là tốt. Rồi mình có thể làm được xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi mình có thể học về kinh doanh, về marketing thêm, rồi mỗi lần mình chia sẻ là mỗi lần mình học thêm, và rồi có thể là mình sẽ nhận được cái năng lượng tích cực khi mà mình tạo ra năng lượng tích cực cho người khác. Chỉ nghĩ về những điều đấy thôi ấy, là mình đã cảm thấy vô cùng sung sướng.
Và kỳ thực là nếu như mà chỉ có khoảng 5-10 ngàn lượt xem, rất là thấp so với cả hồi xưa mình từng đạt được là 100 nghìn chăng nữa, nó không tệ như thế. Và cái đợt đó ấy, sau khi mà ngồi nói chuyện với nhau xong ấy, về cái viễn cảnh tốt nhất và xấu nhất của vấn đề ấy, thì mình cũng cảm thấy rất là tự tin để tung cái sản phẩm nó ra. Vậy thì cái framework hay cái cách thức làm của cái việc mà suy nghĩ về viễn cảnh tốt nhất và xấu nhất nó là như nào? Hãy lấy một tờ giấy ra và viết ra rằng nếu như cái việc các bạn đang làm này nó thành công thì bạn sẽ có được những điều gì, có những cơ hội gì, có được cái thu nhập, có được mối quan hệ, có được kiến thức, có được cái niềm vui nào, những cái gì bạn thu được ở đây, hãy viết nó hết nó ra. Và ở cái viễn cảnh xấu nhất, nếu bạn thất bại thì chuyện gì xảy ra, cái mất mát ở đây là gì. Khi bạn viết hết nó ra, bạn sẽ nhìn thấy một điều lạ lùng, đó là những thứ bạn có được nó thường lớn hơn những thứ bạn có thể mất. Và kỳ thực, những thứ bạn có thể mất nó cũng không lớn như bạn nghĩ. Và thứ hai là những thứ bạn có thể mất, bạn luôn có cách để kiếm lại. Khi mà ta biết được viễn cảnh tốt nhất và xấu nhất thì ta cũng sẽ có được cái động lực, cái niềm vui để ta có thể dấn thân lên phía trước và theo đuổi, cũng như là ta có một cái sự bình tâm, bình yên. Ta biết kịch bản xấu nhất là gì rồi mà. Và nếu nó xảy ra thì một khi mà ta đã biết trước, ta sẽ có được cái sự chuẩn bị cũng như là niềm tin và sức mạnh để ta giải quyết nó. Mình tin là như thế. Cái bước tiếp theo ấy, nó là bước mình khá là thích, đó là sạc năng lượng tích cực. Thực ra thì mình không muốn mọi người phải bắt đầu cái việc vượt qua nỗi sợ bằng một cái bước gì quá là ghê gớm hay đao to búa lớn. Bởi vì như thế thì cực quá. Chúng ta hãy bắt đầu một cách dễ dàng, nhẹ nhàng trước. Đó là cái việc có được những năng lượng tích cực, có được những nguồn năng lượng tốt xung quanh mình. Có thể bạn không để ý, thế nhưng mà những người bạn gặp mỗi ngày, cái môi trường bạn đang làm việc hoặc đang học tập, cái nơi bạn đang đến, những thứ bạn đang xem, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ, cái năng lượng của trong bạn. Chính vì những cái suy nghĩ, những cái năng lượng đó mà ta trở thành một cái người dũng cảm, mạnh mẽ, hay ta trở thành một cái người mà luôn sợ hãi và lo lắng. Thì để trang bị thì là làm như nào? Mình hồi xưa mình cũng nhớ rằng là cái thời điểm khi mà mình làm Heal Smile năm 2012-13 đấy, thì mình cũng đã có được nguồn năng lượng và chính những người xem video của mình. Lúc mình làm cái video đó, mình nói về những điều mình đam mê, những điều mình mong muốn, thì mình nhận về được là những lời động viên, những lời chia sẻ. Và chính từ những lời động viên thì chia sẻ đó thì mình đã bắt tay vào kinh doanh một cách nó rộng hơn và mạnh hơn. Sau đó trong cuộc sống, đến năm 2018 của mình, khi có rất nhiều cái công việc, những cái căng thẳng nó xảy ra, thì mình cũng dành thời gian để đi chơi với một số người bạn, thậm chí là người anh chị hơn mình nhiều tuổi, những người đã trải qua những cái việc tương tự của mình. Thì họ có được cái năng lượng tích cực, có được cái ý chí, họ có được cả những cái trải nghiệm cuộc sống để họ nói với mình rằng là những cái thất bại, những khó khăn mà mình có thể đang gặp, nó chỉ là một cái giai đoạn thôi, nó không phải là mãi mãi mình sẽ như thế. Khi mà biết được những điều đấy và khi có được cái lời động viên, lời an ủi của họ, và thậm chí là cả cái việc kick ass, tức là cái việc mà họ sẽ đá đít mình để mình tiến về phía trước, để mình dũng cảm hơn, thì nhờ có điều đấy mà mình đã tiếp tục để có động lực để làm việc, phát triển công ty. Những cái bạn mà đã từng xem cái video của mình lâu ấy, và hoặc là những theo dõi mình nhiều năm ấy, thì mình tin rằng mọi người cũng đã có những cảm nhận là có những năng lượng, những cái sự thay đổi tích cực khi mà xem cái sản phẩm của mình, đúng không? Thì cái cách ở đây đó là có thể xem những cái video của mình hoặc là của nhiều người khác, những ai mà bạn cảm thấy hợp, những người, những cái câu chuyện của họ mà mang lại cho bạn những cái sự truyền cảm hứng, những cái sự thúc đẩy, thì hãy dành thời gian cho họ, có thể là trên YouTube, có thể là ngoài đời thực, hãy vây quanh mình bởi những nguồn năng lượng như thế. Thì cái tips thứ nhất đó là trang bị cho mình những kênh thông tin, nội dung, có thể là sách vở, báo chí, tiểu sử, YouTube về những người tích cực, về những người mạnh mẽ để xem quan điểm cuộc sống của họ như nào. Một cách thức thứ hai là hãy xem xét về cuộc sống của mình, xem hiện nay thì cái môi trường mình đang có mặt nó như nào, những cái người mình đang chơi cùng mỗi ngày là như nào, và năm cái người quan trọng nhất mà mình dành thời gian đấy, những người đó đang ảnh hưởng đến mình tích cực ở những phần nào và chưa tích cực ở phần nào, ta có nên thay đổi cái danh sách đó không, tức là tạm thời có thể cắt những người đó ra, hay là ta sẽ tiếp tục duy trì với họ và nói với họ rằng là những phần nào mà mình đang cảm thấy được ảnh hưởng tốt và những phần nào mình cảm thấy đang chưa phù hợp, cũng như là có được những cái thói quen sống tích cực hơn. Ví dụ như là bắt đầu ngay bằng một lần nhạc vui, có thể là tập thể dục thể thao, có thể là thường xuyên là chia sẻ về những cái cảm xúc của mình, những cái thói quen đấy, nó sẽ giúp cho bạn sạc được năng lượng đấy. Thì cái việc Google là làm thế nào để có một cái năng lượng tích cực, mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể làm. Thì đấy là cái một trong những cái bước đầu để ta giải quyết được cái vấn đề về mặt nỗi sợ. Thì có năng lượng tốt rồi ấy, thì ra nỗi sợ lại tự nhỏ đi, khi năng lượng bạn lên, nỗi sợ nó lại nhỏ đi. Thì đấy là một trong những cách thức mà dễ dàng, thoải mái. Sau khi mà ta đã chấp nhận được cái nỗi sợ của mình tồn tại, ta đã có được cái viễn cảnh tốt nhất và xấu nhất có thể xảy ra như nào, cũng như là ta có một nguồn năng lượng tích cực
nó đã thấm từ bên ngoài vào bên trong mình. Đây là lúc để các bạn lập kế hoạch hành động. Khi mình học lớp 11 ấy, mình nhớ hồi đó cái hiện trạng là mình là người giao tiếp rất là tệ. Bạn có biết là mình gặp người nào mới ấy, người nào mà lạ ấy, thì mình sẽ đứng cách xa người ta khoảng 2 mét, xong không dám nhìn thẳng mắt người ta. Và thậm chí là còn không biết cách ăn mặc. Đôi lúc mình còn cởi trần đứng gặp một người bạn mới luôn. Thế thật sự là hồi đấy nó cũng khá là buồn cười khi nhớ lại. Thế nhưng mà cái ước mơ lớn của mình ấy là một ngày nào đó mình sẽ trở thành một doanh nhân tầm cỡ tương lai khoảng độ mấy chục năm sau. Thì mình nghĩ rằng cái người doanh nhân đó chắc chắn là người ta sẽ giao tiếp rất là tuyệt vời, rất là hay ho. Mình không thể nào để cái hiện trạng xảy ra mãi được. Và cái việc tập giao tiếp ngay thời điểm đó nó sẽ có lợi mình rất nhiều trong cái việc kinh doanh. Mình để ra một cái mục tiêu của mình, đó là làm thế nào để kết thúc thời gian sinh viên mình sẽ trở thành một người giao tiếp tốt, lưu loát, gặp bất kỳ ai mình không sợ. Thế ở cái thời điểm đấy mình đã nghĩ ra một cái kế hoạch, đó là thay vì việc chỉ phỏng vấn khoảng chục người để có được 1-2 nhân viên giỏi thì mình sẽ phỏng vấn khoảng 50 người để có thể có thời gian sàng lọc là những người tốt nhất. Nhưng đồng thời mình có thời gian để mình luyện tập cái khả năng giao tiếp, luyện tập cái việc mà mình có thể thu hút họ như thế nào, cũng như khơi gợi họ chia sẻ về bản thân, truyền cảm hứng để họ có thể mong muốn làm việc ở đây. Thì cái việc giao tiếp đấy mình đã tập rất nhiều trước khi đến mỗi buổi phỏng vấn, là mình sẽ ngồi đứng trước gương, mình tập cách mình nói, các mẫu câu hỏi. Nhớ mình có cái file 64 câu hỏi phỏng vấn ứng viên mà mình đã Google rồi mình tìm ra mình cách làm. Thì hồi đó mình tập đi tập lại những cái mẫu câu đấy xoay đi xoay lại. Cũng như là qua mỗi lần phỏng vấn thì mình sẽ rút kinh nghiệm xem là cách nói chuyện với người ta mình đã ổn hay chưa, cái thần thái nào, nét mặt của mình với người ta nó đang ra sao. Thì trải qua cái quãng thời gian cách đây khoảng 2-3 năm, khi mình check lại số lượng hồ sơ mình từng đọc, nó là hơn 20.000 cái hồ sơ, cũng phỏng vấn vài ngàn người. Thì đến khoảng năm cuối đại học, cuối cùng mình đạt được cái mục tiêu là giao tiếp lưu loát, gặp bất kỳ ai từ người lớn rất lớn tuổi cho đến người trẻ, thì mình có thể tự tin ngồi nói chuyện và chia sẻ bản thân một cách thoải mái. Thì thực ra việc làm YouTube của mình cũng là một phần giúp cho mình có được cái sự tự tin này thôi, nó là một quá trình trong chuyện đấy. Về cái việc mà lập kế hoạch hành động này ấy, thì mình có một vài cái lưu ý nhỏ nhỏ. Thứ nhất, đó là mình xác định cái mục tiêu của mình. Ví dụ như mục tiêu của bạn là muốn giao tiếp ở trình độ nào, trình độ là cực kỳ lưu loát, trình độ là có thể gặp người lớn, gặp những người giỏi mà mình vẫn có thể tự tin nói chuyện, thì ta xác định được cái mục tiêu này xong, ta sẽ có được cái đường hướng và kế hoạch hành động. Ví dụ ngay bây giờ trình độ giao tiếp của chúng ta đang còn rất là thấp, nhưng chúng ta đặt mục tiêu là nửa năm sau ta giao tiếp giỏi như một cái người doanh nhân hàng đầu, thì đâu đó cái việc đấy mình không bảo là không thực hiện được nhé, mình bảo đâu đó việc đấy nó sẽ quá khó khăn và có thể gây ra những cái gọi là bối rối, những cái gọi là sợ hãi, những cái gọi là tiêu cực của bản thân nếu như sau một thời gian kia bạn không đạt được. Thì cũng hãy suy nghĩ về việc rằng là bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái việc mà tập luyện để có thể đạt được đến cái mục tiêu mà bạn mong muốn. Bước bước nhỏ chính là cái cách để ta có thể từng bước hóa hiện thực cái mục tiêu mình đề ra, hay là vượt qua được cái nỗi sợ của mình. Rất có thể bạn xem xong video đến đây, bạn biết được cái nỗi sợ mình là gì rồi, bạn chấp nhận nó, bạn có năng lượng tích cực về quanh mình, bạn có một cái viễn cảnh tốt và viễn cảnh xấu nhất mà có thể sẽ xảy ra, cũng như đã lập kế hoạch cho nó. Nhưng rồi được vài ngày, khi cái năng lượng mà đã bùng lên này, nó hạ xuống, những nỗi sợ, những cái lo lắng, những do dự mới sẽ xuất hiện, bạn lại quyết định không làm gì nữa cả. Mình cho rằng điều đó là một điều hết sức bình thường, vì bản thân mình nó vẫn có những điều như thế, và mình đang giảm dần. Và cũng có rất nhiều người nói với mình là khi nào tôi sẵn sàng thì tôi sẽ làm. Nhưng cũng có những nhiều người khác, mình biết là vài chục năm rồi, họ vẫn đang nói là họ sẽ khi nào sẵn sàng sẽ làm. Và bạn biết rằng cái thứ bạn đang muốn làm, muốn giải quyết, nó là một thứ xứng đáng, nó là một thứ bạn khao khát, thì cái việc mà bắt tay vào hành động nó lại đương nhiên. Và mình hay chọn một cái phương pháp bản thân mình tạm gọi đó là khoảnh khắc dũng cảm để giải quyết những việc này. Mình còn nhớ khi mà mình còn chỉ khoảng một tuần nữa là đến ngày mà mình phải ra mắt cái video mà quay trở lại về YouTube của mình, mình vẫn bàn là mình không muốn làm, mình vẫn sợ. Và mình tự cho mình cái lý do rằng là việc kinh doanh của mình bận, làm YouTube là một con đường mình không thấy phù hợp, nhiều lý do khác. Thế nhưng mà trong một sáng đẹp trời, khi mà mình uống cà phê ở quán của mình nghĩ rằng đây là việc mà tôi đủ, đây là việc mà tôi có khả năng, đây là việc mà sẽ mang lại cái niềm hạnh phúc, niềm vui cho tôi, đây là việc tôi muốn làm. Mình lấy điện thoại, mình gọi điện cho bạn quay phim và mình nói với bạn đấy là đây là lịch quay, đây là ngày anh muốn ra mắt, cũng như là chuyển khoản luôn cho bạn ấy, và gọi điện cho các thành viên khác trong nhóm của mình, trong công ty của mình, những người mình nghĩ là có thể hỗ trợ dự án này của mình, và mời các em ấy là tham gia vào dự án này cùng mình. Khi mà mình đã tuyên bố với từng đấy người để bảo vệ cái danh dự của mình và đặt mình vào một cái thế là đánh một cái trận, mình đốt thuyền đốt tàu
quay trở về, đốt bỏ con đường quay trở về của mình, chỉ có để tiến lên. Thì tự nhiên mình đã ra quyết định, mình chốt mình làm. Và nhờ có cái việc ra quyết định đấy, mình không còn lấn cấn suy nghĩ nữa, mình tập trung vào việc làm. Thì cho đến ngày hôm nay, sau vài tháng kể từ khi cái video ra mắt ấy, thì mình thực sự hạnh phúc. Mình hạnh phúc là mình đã ra quyết định làm video đó, mình hạnh phúc là mình đã dấn thân. Vậy thì cái phương pháp cho việc khoảnh khắc dũng cảm là gì? Bạn có thể comment ở dưới cái video này hoặc chia sẻ với một người bạn thân thiết của bạn về cái nỗi sợ bạn đang có, kế hoạch hành động của bạn và bao giờ bạn sẽ làm nó, mà mình muốn mở ngoặc và càng sớm càng tốt, đóng ngoặc. Thì khi mà bạn làm việc đấy xong và ra quyết định bằng những cách thức như là bỏ tiền ra mua một khóa học, đăng ký một cái chỗ nào đó bạn muốn đi làm, hay là từ bỏ một công việc bạn không thể phù hợp bản thân, tất cả những cái việc đó ấy, khi bạn ra quyết định rồi ấy, bạn cũng sẽ có một cái bước chuyển rất là lớn. Có một nỗi sợ mà mình sẽ muốn giữ đến hết cả cuộc đời này, đó là mình sợ 50 năm sau, khi mình trở thành một ông già và một ngày mình ngồi mình nhìn nhận, mình ngồi hồi tưởng lại cái cuộc đời mình đã trải qua, mình đã sống quá nhiều sợ hãi. Mình nghĩ là chính là cái nỗi sợ về việc phải hối tiếc cái cuộc đời mình đã là cái động lực, là cái năng lượng giúp mình luôn can đảm, lạc quan và tiến về phía trước để thực hiện những cái điều mình đam mê, những điều mình mơ ước. Mình chúc tất cả chúng ta sẽ sống cuộc đáng nhớ, mà mình tin là như vậy khi mà bạn quyết định hành động trong một khoảnh khắc dũng cảm.